TSS Channel. Chương 1319, Tầm Bảo thuộc tính. Hai đạo thượng phẩm trúc cơ linh bảo, đổi một bình hư cửu phẩm linh thủy kỳ quang, lữ xương lộ, ngươi còn có thể lại gian thương một chút sao? Lý Lạc sắc mặt có chút biến thành màu đen, đối với lữ xương lộ cười tùm tìm trước mặt tức giận nói. Ở trong thiên long bảo khố của bọn họ, một đạo thượng phẩm trúc cơ linh bảo giá cả bình thường là khoảng ba vạn long tinh, mà một bình hư cửu phẩm linh thủy kỳ quang cũng là giá cả giống nhau nhưng hôm nay lữ xương lộ nơi này hư cửu phẩm linh thủy kỳ quang chào giá cũng là gấp bội đổi lại thành long tinh đó chính là muốn sáu vạn một bình cái này đắt quá đối mặt với chất vấn phẫn nộ của lý lạc lữ xương lộ buông tay nói ai nha người cũng không nên bại hoại uy tín của kim long bảo hành chúng ta a à, đồ vật của thiên long bảo khố các ngươi đó là giá ưu đãi cho thành viên ngũ vệ các ngươi kim long bảo hành chúng ta buôn bán đương nhiên sẽ không cùng một giá với các ngươi nếu anh cảm thấy đắt có thể không đổi mà lữ sương lộ lão thần ở đây ngược lại cũng không thèm để ý lý lạc có đồng ý hay không dù sao người tìm bọn họ đổi rất nhiều mỗi lần trong giới hạ bảo vực bọn họ đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát lý lạc liêu luyến nhìn hai mắt hư cử phẩm linh thủy kỳ quang trong hộp ngọc kia sau đó nhẫn tâm đem ánh mắt thu hồi lại, không có biện pháp. Hiện tại hắn đích thật là lấy không ra nhiều thượng phẩm trúc cơ linh bảo như vậy đến đồi. Có thể ký sổ hay không? Bất quá cuối cùng, Lý Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Lữ xương lộ cho hắn một cái hung hăng xem thường, phất phất tay, tên trung niên phong hầu cường giả kia mặt mang ý cười đem hộp ngọc thu lại. Người cho rằng ta là thanh nhi muội muội sao? Còn muốn chơi gái không? Kim Long bảo hành chúng ta chưa bao giờ ký sổ." Lữ Sương Lộ hừ lạnh nói, Lý Lạc tiếc nuối lắc đầu. Lữ Sương Lộ nói, "Ký sổ là không có khả năng, bất quá ta có thể vì ngươi đem Linh Thủy Kỳ Quang hư cửu phẩm này lưu lại một đoạn thời gian, sau đó nếu như ngươi đạt được thượng phẩm trúc cơ linh bảo." "Được rồi, Lý Lạc thở dài một hơi, gật gật đầu, "Đi thôi, các ngươi cố gắng đi, chúc các ngươi đoạt bảo thuận lợi." Lữ Sương Lộ thấy thế, không nói nhiều nữa, hai tay cõng ở phía sau, từ từ xoay người rời đi. Đội ngũ của Kim Long bảo hành cũng lập tức đuổi theo, Trương Phá Thành ôm thiết côn, sau khi gật đầu lạnh lùng với Lý Lạc, cũng chậm rãi đuổi theo đội ngũ, dần dần đi xa. Lý Lạc nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, nói thầm, cảm giác trên người bọn họ, so với rất nhiều tòa quỷ tầm cỡ còn giàu có hơn. Lý Phật La ở một bên nhanh chóng ngăn cản hắn loại ý niệm nguy hiểm này phát tán, nói, Thật lâu trước đây, từng có cường giả vương cấp cũng là sinh ra ý nghĩ như vậy, ý đồ cướp đoạt đồ vật của Kim Long Bảo Hành, nhưng cuối cùng hắn bị Thiên Vương Kim Long Sơn trấn áp ở sâu trong một tòa Kim Long Bảo Hành đấu giá trăm năm. Trong trăm năm này, bất luận người nào đi đến phòng đấu giá kia, đều có thể tận mắt nhìn thấy một gã cường giả vương cấp bị trấn áp bộ dáng. Đậu xanh, thật ác, Lý Lạc trợn mắt há mồm, trấn áp một gã cường giả vương cấp trăm năm để người ta thưởng thức kim long bảo hành những người làm ăn thờ phụng hòa khí sinh tài này khởi xướng hỏa hoạn lại khủng bố như thế bất quá ngẫm lại cũng bình thường người thường đều nói thế gian này nếu luận giàu có chỉ sợ bất kỳ thế lực cấp thiên vương nào cũng không sánh bằng kim long bảo hành mà muốn bảo vệ loại tài phú này vậy nhất định phải có được lực lượng vượt quá tầm thường ba họ kim long sơn đều có thiên vương nói cách khác Kim Long bảo hành có được ba vị thiên vương, phần nội tình này, thiên vương mạch bình thường đều không thể so sánh được. Tất cả mọi người là bằng hữu, ta làm sao đi cướp người ta, vậy cũng quá vô đạo đức. Lý Lạc nghiêm mặt nói, Lý Phật La gật gật đầu, nói, bất quá tâm phá thành kia dĩ nhiên không phải tới tìm ngươi gây phiền toái, đây cũng là một chuyện tốt. Người này thực lực không tầm thường, còn có bối cảnh Kim Long Sơn, cùng bọn họ chờ mặt cũng đích thật là có chút phiền toái. Lý lạc thống lĩnh nhân mạch này thật không nhỏ, không nghĩ tới trong Kim Long Sơn còn có thể có bằng hữu, lại còn đặc biệt nhờ người, ngàn dặm xa xôi mà đến, ở trong bảo vực này trợ giúp ngươi. Xem ra phần quan hệ này, đúng là không ít, hắn lời này vừa nói ra, Lý lạc nhất thời cảm nhận được ánh mắt Khương Thanh Nga tùy y ném tới, lúc này sau lưng phát lạnh, vì thế ánh mắt hắn hung hăng dốc thịt Lý Phật la, ngươi sẽ không nói chuyện, kỳ thật có thể lựa chọn câm miệng. "Khổ, đi thôi, việc cấp bách là nhanh chóng tiến vào tòa quỷ phù loại nhỏ này, xác định một chút năng lực thăm dò bảo vật của Hồng Dữ học tỷ có phải là thật hay không." Lý Phật La cũng là khẩn cấp đứng lên, nếu như Lý Hồng Dữ thật sự là có bản lĩnh này, vậy bọn họ kế tiếp có thể thật sự muốn kiếm được bồn đầy bát đầy. Sau đó đoàn người chính là không hề dây dưa, lấy Lý Phật La, Khương Thanh Nga hai người cầm đầu, bắt đầu đi vào phía trước cái kia mơ hồ có chút vạn vẹo không gian. Bước chân đi chưa được mấy bước, Lý Lạc cũng cảm giác được bốn phía đột nhiên trở nên âm lãnh, mà trước mắt vốn là trống trải cảnh tượng cũng là lập tức xuất hiện biến hóa, ánh sáng âm âu, bọn họ đã thân ở một mảnh hôn ám rừng rậm ở giữa. Trong rừng rậm, tràn đầy đại thụ đen kịt, cành cây lớn vạn vẹo quỷ dị, trên thân cây, mơ hồ có giữ tợn, khuôn mặt quái dị hiện lên ác niệm chi khí tràn ngập bốn phía, mà theo đoàn người tiến vào, phảng phất là đem nơi này kích hoạt, chỉ thấy những quỷ tụ ngưng trệ kia vào lúc này nhanh chóng sống lại, cành cây thô to như cánh tay quỷ vung vẩy trên cành cây. Còn treo từng lá cờ dài màu trắng thẫm, cờ dài chảy xuôi khí tức âm lãnh, làm như da người biến thành, sau đó mang theo ác niệm khí sền sệt ẩm ướt lạnh lẽo, thổi quét mọi người trong sân. Trong đội ngũ những đội viên đại thiên tương cảnh kia, đều là hơi hơi biến sắc, vội vàng vận chuyển tương lực, bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đón đánh. Bùm, bất quá còn không đợi bọn họ ra tay, chỉ thấy có quang minh tương lực chói mắt sáng chói, giống như mặt trời chói trang, chợt ở trong rừng rậm hôn ám này nở rộ mà ra, quang minh tương lực tinh khiết đến cực hạn vẩy ra, giống như thánh quang, trực tiếp là đem ác niệm khí thổi quét mà đến tiêu tan hết. Những lá cờ dài màu trắng thấm kia cũng là dưới sự tinh lọc của quang minh tương lực hóa thành cho tàn ngắn ngủn mấy hơi thở lấy mọi người làm mọn nguồn trong phạm vi mấy trăm triệu quỷ thụ đều là bị tinh lọc không còn tốc độ tinh lọc hiệu suất như vậy ngay cả lý phật la cũng không nhịn được tán thưởng ra tiếng tuy nói nơi này chỉ là một tòa quỷ phù loại nhỏ nhưng dị loại quái dị thanh trừ có chút tốn thời gian cho dù là hắn có đôi khi cũng phải tốn một ít công phu nhưng Khương Thanh Nga ra tay, lại càng dứt khoát lưu loát. Nàng giống như trời sinh chính là khắc tinh của dị loại. Tam đảo cử phẩm quang minh tương ngưng luyện mà ra quang minh tương lực, đối mặt với dị loại, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Quang minh tương lực bộc phát ra thánh quang bảng bạc, khu trừ âm u bên trong tòa quỷ hộ nhỏ này, mà lúc này, sâu trong rừng rậm kia, cũng truyền ra một tiếng hí chói tai, sau đó mọi người nhìn thấy tầng tầng quỷ thụ kia, dĩ nhiên đang nhanh chóng biến mất. Không, không phải biến mất, mà là không ngừng lùi bước vào chỗ sâu. Mọi người mơ hồ nhìn thấy, có một gốc cây chọc trời cổ thụ, đang nhanh chóng nuốt chừng những quỷ thụ khác. Hiển nhiên, một gốc cây khổng lồ dị loại kia, chính là người khống chế tòa quỷ phù loại nhỏ này. Từ ác niệm chấn động phát ra mà xem, hẳn là nhị phẩm chân ma. Nó rõ ràng là cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu cắn nuốt những quỷ thụ khác lớn mạnh bản thân bất quá lý phật la cũng không có ý định cho nó loại cơ hội này chỉ thấy hắn một bước bước ra bốn tòa phong hầu đài nguy nga hiện ra nhất thời khói thần phong hầu bàng bạc cuồn cuộn chảy xuôi xuống năm ngón tay lý phật la siết chặt một quyền đánh ra bùm hư không phảng phất đều là vào giờ khắc này kịch liệt nổ vang lên một đạo quang hồng quyền ấn phá không mà ra trên quyền ấn kia như là bao phủ long lân một loại hùng hồn bá đạo chi ý từ trong đó tản mát ra dị loại cây khổng lồ kia bộc phát ra tiếng rít nhọn trên cành cây kia sinh ra vô số bàn tay vặn vẹo quái dị những bàn tay này tổ hợp cùng một chỗ tạo thành một mặt trường thuẫn khiến người ta sờn gai ốc bùm nhưng mà một gã cường giả phong hầu thượng tứ phẩm ra tay làm sao chân ma nhị phẩm này có thể ngăn cản quyền ấn chân áp mà xuống vô số cành cây nhất thời vỡ tan ra, thậm chí ngay cả thân cây, đều là nứt ra vết nứt thật sâu, khi ác niệm âm lãnh, không ngừng chảy xuôi ra. Lý Phật la một quyền, chính là đem nhị phẩm chân ma dị loại này trọng thương. Nhưng không thể không nói, cái này dị loại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù là gặp Lý Phật la trọng thương, nhưng cái kia vỡ tan vết nứt chỗ, sinh ra vô số sâm màu trắng mầm thịt, ý đồ đem thương thế khâu vá. Bất quá lúc này, trói mắt quang minh kiếm quang quét ngang tới, trực tiếp là triệt để đem thân cây, chém ra. Đồng thời quang minh tương lực tản ra lực tinh lọc, đem cành cây tan giã. Ngắn ngủn mười mấy tức, cái kia nhị phẩm chân ma chính là tại Lý Phật La cùng Khương Thanh Nga liên thủ hạ, biến mất sạch sẽ, chỉ có tại chỗ kia, lộ ra một cái hố sâu. Lý Hồng Dữ tiến lên, giơ tay ra, ba luồng sáng từ từ bay lên. Bên trong lưu quang, có dị hương tỏa ra, đồng thời một cỗ chấn động khiến mọi người ở đây quen thuộc đến cực điểm truyền ra. Rõ ràng chính là trúc cơ linh bảo, Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Lý Phật La đều là bao hàm chờ mong nhìn lại. Trong đó có hai đạo trúc cơ linh bảo, linh khí hơi yếu, không thể nghi ngờ chỉ là hạ phẩm trúc cơ linh bảo. Nhưng một đạo trúc cơ linh bảo ở giữa lại chảy xuôi linh khí hùng hồn, tựa như một viên hàn châu lạnh như băng, hàn khí tản mát ra ở bốn phía không ngừng ngưng kết ra bông tuyết băng tinh. Mọi người nhất thời phát ra tiếng kinh hô trầm thấp, chợt ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng. Bởi vì vật này chính là một đạo trung phẩm trúc cơ linh bảo. Lý Phật la hít sâu một hơi khí lạnh, sự xuất hiện của linh bảo trúc cơ trung phẩm này hoàn toàn chứng thực cảm giác thăm dò bảo vật của Lý Hồng Dữ, hoàn toàn là thật. Dù sao, nói chung, loại nhỏ quỷ phù bên trong trung phẩm trúc cơ linh bảo xuất hiện xác suất không tới một phần mười. Lần này phải kiếm lớn rồi, Lý Phật La có chút kích động thì thào tự nói, Lý Hồng Dữ mỉm cười, đưa tay chộp lấy ba đạo trúc cơ linh bảo phía trước. Nhưng vào lúc này, lại có thanh âm đột nhiên truyền đến. Chờ đã, đừng chạm vào nó, đây là hai đạo thanh âm, phân biệt đến từ Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga. Lý Hồng Dữ có chút nghi hoặc nhìn về phía hai người, phát hiện hai người này đều là lấy một loại trần trờ ánh mắt, nhìn trước mắt Trúc Cơ Linh Bảo. Điều này làm cho ánh mắt Lý Hồng Dữ hơi ngưng tụ. Trúc Cơ Linh Bảo này, có vấn đề. Ngọc thủ tinh tế của Lý Hồng Dữ lơ lửng trước ba đạo Trúc Cơ Linh Bảo. Tuy rằng nàng không biết đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, nàng vẫn ngừng tay. Lý Phật La lúc này cũng là hạ thân xuống, hắn cũng là nghe thấy Lý Lạc Khương Thanh Nga lên tiếng, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Nhưng trong cảm giác của hắn, cũng không có phát hiện bất cứ chỗ nào không thích hợp. Lý Lạc nhìn về phía Khương Thanh Nga, hỏi, Thanh Nga tỷ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Khương Thanh Nga có chút trần chờ, sau đó nói, quang minh tâm của ta cảm giác được trong chút cơ linh bảo này tựa hồ có một tia khác thường. Bất quá ta cũng không quá xác định đây có phải là ảo giác hay không bởi vì sau đó nàng lại là cảm giác thoáng một phát lúc trước cái loại kia khác thường cảm giác rồi lại biến mất lý lạc nhíu mày kỳ thật trong nháy mắt lúc trước kim luân thần bí trong cơ thể hắn cũng phát ra một tiếng nổ cảnh báo rất nhỏ vì thế hắn lúc này mới nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở kim luân thần bí trong cơ thể lai lịch bất phàm nhiều lần trợ giúp lý lạc thoát khỏi hiểm cảnh cho nên hắn đối với hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm huống chi trước mắt ngay cả khương thanh nga cũng nhận thấy được một tia không đúng cho nên xác suất này không phải trùng hợp thế nhưng trong lúc nhất thời bất luận là lý lạc hay là khương thanh nga đều không thể đưa ra đáp án xác thực nếu các ngươi tin tưởng chúng ta tạm thời đừng dùng thân thể tiếp xúc với chúc cơ linh bảo trước tiên thu chúng lại sau này ta và thanh nga tỉ tra xét một phen lý lạc trầm ngâm mấy hơi thận trọng nói cái này có cái gì không tin các ngươi cũng là vì an toàn của chúng ta mà lo lắng. Lý Phật La không thèm để ý nói, tuy rằng hắn cũng không biết những chút cơ linh bảo này có phải thật sự có vấn đề hay không, nhưng ở trong giới hà bảo vực này, bất cứ chuyện gì lưu lại một tâm nhãn trung quy là không sai, bằng không đến lúc đó thật lật thuyền, hối hận cũng không kịp. Lý Phật La cũng không phải mới ra đời mau đầu tiểu tử, biết nhất thời lỗ mãng, có thể sẽ mang đến cỡ nào nghiêm trọng hậu quả dù sao hiện tại bọn họ cũng không vội phân phối cùng sử dụng những trúc cơ linh bảo này vậy tạm thời thu hồi chờ thăm dò kết quả đi vì thế hắn từ trong không gian cầu của mình móc ra ba quả cầu ngọc trên quả cầu ngọc khắc rất nhiều phù văn tối nghĩa mơ hồ có một cỗ năng lượng kỳ lạ ba động tàn mát ra lý phật la ném ra ngọc cầu lập tức ngọc cầu mở ra sau đó đem ba đạo trúc cơ linh bảo bao bọc đi vào loại ngọc cầu này có một ít hiệu quả phong ấn đơn giản vừa vặn dùng để chứa những linh bảo chúc cơ có thể có vấn đề này những chúc cơ linh bảo này để ở chỗ các ngươi trước đi các ngươi vừa vặn tra xét lý phật la nhìn về phía lý lạc khương thanh nga trưng cầu ý kiến của bọn họ cho tôi đi khương thanh nga chủ động ôm lấy những chúc cơ linh bảo này nếu như mang tai họa ngầm không thể biết vậy vẫn là thả nàng nơi này sẽ an toàn hơn một chút Lý Lạc hiện giờ đang làm chuẩn bị đột phá đến phong hầu cảnh, không thể có bất kỳ sơ suất cùng ngoài ý muốn nào. Nàng đưa tay, tiếp nhận ngọc cầu, để vào trong không gian cầu đeo trên cổ tay. Những người khác thì là thu hồi ánh mắt, bất quá mặc dù nói ra chuyện này, nhưng tất cả mọi người cảm xúc đều rất tăng vọt, bởi vì lần này bọn họ tối thiểu xác định một chuyện, đó chính là Lý Hồng Dữ thật sự có thể tại chưa từng tiến vào quỷ vu trước liền sớm nhận ra được bên trong tồn tại cái gì phẩm giai trúc cơ linh bảo điểm này tiên tri tiên giác ưu thế sẽ làm cho bọn họ tiết kiệm vô số công lao vô dụng mà theo bọn họ thanh trừ chân ma dị loại mạnh nhất trong tòa quỷ tháp loại nhỏ này lại lấy đi trúc cơ linh bảo nơi này tòa quỷ tháp loại nhỏ này cũng dần dần khó có thể duy trì không gian bắt đầu vặn vẹo kịch liệt bốn phía một mảnh rừng rậm hỗn độn cũng là ở trong vặn vẹo dần dần tiêu tán một lát sau hôn ám rừng rậm biến mất thay vào đó là lý lạc bọn họ trước đây chỗ ở hoàn cảnh tòa quỷ phù loại nhỏ này chính là bị trực tiếp nhổ đi mọi người nhìn về bốn phía ở nơi xa kia thỉnh thoảng truyền đến dao động năng lượng kịch liệt mãnh liệt hiển nhiên đã bắt đầu có rất nhiều đội ngũ xông vào tầng tầng quỷ phù tiến hành chiến đấu chém giết cực kỳ kịch liệt chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi lý phật la nói một tiếng dựa theo chỉ dẫn của thám tử kính trong tay, dẫn đầu, mở đường trước. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, đều là cảm xúc tăng vọt theo sát mà lên. Vì thế kê tiếp, khi đội lý lạc bọn họ tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, bất quá cùng các đội ngũ khác chỉ có thể một đường đẩy ngang, đánh hạ từng tòa quỷ vu chặn đường, ngẫu nhiên lấy được chút cơ linh bảo trong đó bất đồng, bọn họ lại có thể vòng qua một ít quỷ vu thiếu thốn tài nguyên, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Lý Hồng Dữu lựa chọn những quỷ vu có số lượng trúc cơ linh bảo càng nhiều, phẩm giai càng cao. Một cái này chỉ có thể bị động đầy mạnh, một cái lại là lựa chọn có mục đích, thu hoạch cuối cùng của hai cái này, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Cho nên ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lý là bọn họ liên tiếp đánh hạ bốn tòa quỷ tâm nhỏ, ở trong đó thu hoạch năm đạo trung phẩm trúc cơ linh bảo, 11 đạo hạ phẩm trúc cơ linh bảo. Mà bình thường lúc này, những đội ngũ khác chỉ sợ ngay cả một đảo trung phẩm trúc cơ linh bảo cũng chưa từng thấy qua. Phần thu hoạch này, để cho trong đội ngũ tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy kích động tâm tình, mặc dù là xưa nay ổn trọng lý Phật La, cũng là nhịn không được vui vẻ ra mặt. Hắn đã không chỉ một lần tiến vào giới hà bảo vực, cho nên phi thường rõ ràng ở trong đó thu hoạch trung phẩm trúc cơ linh bảo độ khó, mà lúc này đây hiệu suất là hắn từng thấy kinh người nhất. Chỉ là trong quá trình này, hơi làm cho tâm tình hưng phấn của mọi người yếu bớt, là mỗi một lần Trúc cơ linh bảo xuất hiện, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là ngăn cản mọi người trực tiếp tiếp xúc. Hiển nhiên, trong cảm giác của bọn họ, vẫn nhận thấy được những chúc cơ linh bảo này ẩn ẩn có chút không thích hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác, đoạn đường này hai người cũng tận khả năng tại do xét này không thích hợp nguồn gốc, nhưng theo bọn họ đem này chúc cơ linh bảo trong ngoài kiểm tra một lần vẫn là không thể làm rõ ràng đến tột cùng có vấn đề gì. Điều này làm cho hai người cũng có chút buồn bực, bất quá, mỗi một lần trúc cơ linh bảo xuất hiện, hai người sinh ra loại cảm giác cảnh báo này cũng chưa từng tiêu trừ, từ một góc độ khác, cũng chứng minh suy đoán của bọn họ, những trúc cơ linh bảo này, tuyệt đối là có tai họa ngầm cùng vấn đề nào đó. Nếu không, cũng không thể là hai người bọn họ cảm giác đồng thời xảy ra vấn đề đi. Điều này rõ ràng không có khả năng. Dù sao Khương Thanh Nga là dựa vào ba đảo cử phẩm quang minh đúc thành quang minh tâm để cảm giác, mà Lý Lạc lại là dựa vào kim luân thần bí trong cơ thể để phán định. Hai loại đồ vật đều là cực kỳ phi phàm, mà có thể làm cho chúng nó đều là sinh ra cảnh báo, đây cũng không phải là ảo giác. Xác thực vấn đề, tạm thời tìm không ra, bất quá nếu như các người nhẫn nại không được, chúng ta có thể tìm người tổ tiên thịt thử một chút có lẽ cái này sẽ cho chúng ta mang đến một ít manh mối. Lý Lạc nhìn thấy trong đội ngũ có người một mực trông mong nhìn chằm chằm bọn họ lấy đi chút cơ linh bảo, vì vậy đưa ra đề nghị. Nhưng mà tất cả mọi người là vội vàng lắc đầu, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga bây giờ ở Long Nha Vệ Trung vẫn là có rất cao danh vọng. Mọi người đối với bản lĩnh của bọn họ coi như là tín nhiệm, cho nên mặc dù hai người nửa ngày không tìm ra vấn đề chỗ nào, nhưng bọn họ cũng không dám thật sự liền mạo hiểm nếm thử. Dù sao, đây chính là liên quan đến tính mạng của mình. Lý Phật La đối với việc này cũng không có biện pháp gì tốt, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Dĩ Vãng tiến vào giới Hà Bảo vực, chưa bao giờ nghe nói nơi này trúc cơ linh bảo có vấn đề gì, nhưng đồng dạng, hắn cũng tin tưởng Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, cũng không phải là tính cách bắn tên không đích. Vì thế hắn đem ánh mắt hướng về phía xa xa, nơi đó thiên địa một mảnh hôn ám thậm chí ngay cả không khí đều là có vẻ sền sệt, âm lãnh, không gian kịch liệt vạn vẹo, trong lúc mơ hồ, diễn biến rất nhiều quái dị hình dạng. Ác niệm khí nồng đậm bàng bạc kia so với lúc trước cường thịnh hơn bao nhiêu. Một ít vạn vẹo trong không gian, mơ hồ truyền ra ác niệm ba động. Liền lý Phật la thần sắc đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chúng ta đã bắt đầu từ từ xâm nhập bảo vực, kế tiếp chỉ sợ sẽ xuất hiện cỡ trung quỷ phu, loại này cấp bậc quỷ phu, có đôi khi dựa vào chúng ta một chi đội ngũ chưa chắc ăn được quỷ tiềm chung lý lạc sắc mặt cũng là ngưng trọng lên loại này cấp bậc quỷ phù bên trong chân ma dị loại số lượng kịch liệt tăng lên hơn nữa trong đó thậm chí xuất hiện thực lực vượt qua tứ phẩm dị loại cho nên hắn trình độ nguy hiểm so với lúc trước gặp phải những loại quỷ phù loại nhỏ kia không biết tăng lên bao nhiêu lần coi như là lý phật la cũng không có biện pháp lại thoải mái ứng đối bất quá quỷ giữ cỡ trung cố nhiên hung hiểm, nhưng chỗ tốt trong đó cũng vượt xa quỷ giữ cỡ nhỏ có thể so sánh. Ở trong loại quỷ giữ này, trung phẩm trúc cơ linh bảo bắt đầu trở nên thường thấy. Thậm chí, nếu vận khí tốt, tìm được thượng phẩm trúc cơ linh bảo cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lý lạc bọn họ có lý hồng giữ này tầm bảo thuộc tính, kỳ thật ở loại này cỡ trung quỷ phù bên trong mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Dù sao tiểu quỷ phù tương đối đơn giản, có đôi khi thu hoạch không hài lòng thì thôi. Nhưng trung bình quỷ phù, cũng là muốn giết đến đầu rơi máu chảy, thậm chí còn có thể xuất hiện nhân viên thương vong. Lúc này nếu như hao binh tổn tướng sau, lại chỉ là vớt chút trung phẩm trúc cơ linh bảo, vậy thật sự là tâm như đau cắt khó chịu. Lý Phật La đem ánh mắt hướng về phía Lý Hồng Dữ, ngày thường khuôn mặt nghiêm túc và lúc này lộ ra nụ cười rất là nóng bỏng, nói, Hồng Dữ, chỉ sợ lại phải vất vả ngươi lý hồng dữ nhẹ giọng nói ta cố hết sức đi ác niệm chi khí trong quỷ tầm trung quá mức nồng đậm có đôi khi sẽ che đậy mùi trúc cơ linh bảo ta cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phán đoán chính xác mọi người kỳ vọng quá lớn nàng cũng không muốn cam đoan miễn cho áp lực quá lớn lý lạc lúc này cũng cười nói hồng dữ học tỷ ta có thể hay không tìm lữ xương lộ bọn họ đổi lấy hư cửu phẩm linh thủy kỳ quang phải dựa vào ngươi Lý Hồng Dữ nhìn khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười của Lý Lạc, mím môi đỏ mọng cười yếu ớt một chút, hai má lãnh diễm vào lúc này trở nên nhu hòa một chút, đồng thời khẽ gật đầu. Được được, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được quỷ vu cỡ chung có thượng phẩm trúc cơ linh bảo. Lý Phật La thấy thế, khóe miệng nhịn không được co rút, đãi ngộ khác biệt này không khỏi quá rõ ràng một chút. Khương Thanh Nga ở một bên cũng liếc xeo Lý Lạc một cái, thiên phú giết tỷ, này, Thật sự là điểm đến đỉnh. Theo thời gian trôi qua, ác niệm chi khí tràn ngập bên ngoài giới Hà Bảo vực đang dần dần biến mất, những không gian vặn vẹo kia cũng là đang từng chút phục hồi như cũ, khôi phục hoàn cảnh cùng bộ dáng vốn có. Đó là bởi vì bên ngoài rất nhiều quỷ phù đang bị khắp nơi thế lực cùng với cường giả từng bước nhổ bỏ. Trong quá trình này, có đội ngũ vui mừng hớn hở đạt được thu hoạch hài lòng, cũng có đội ngũ sầu vân thảm đạm. Bọn họ không chỉ không có bao nhiêu thu hoạch, thậm chí còn xuất hiện thương vong nghiêm trọng. Có thể nói là có người vui có người buồn, nhưng không có biện pháp, giới Hà Bảo vực cũng không phải là cái gì hữu hảo lịch lãm, muốn ở chỗ này thu hoạch bảo vật, tự nhiên cũng phải làm tốt thời khắc vứt bỏ mạng nhỏ chuẩn bị, bởi vì nơi này không chỉ có muốn phòng bị những cái kia quỷ dị dị loại, cũng phải cảnh giác một ít tham lam người tầm bảo. Vì cướp đoạt trúc cơ linh bảo coi như là đội ngũ thiên vương mạch. Một khi lạc đàn hiền lộ yếu thế, cũng có thể đưa tới một ít tán tu âm hiểm tàn nhẫn như xài lang vây săn. Đặc biệt là đối với cỡ trung quỷ phu xuất hiện, những kia đầy đủ dẫn động lòng người tham lam thượng phẩm trúc cơ linh bảo, cũng bắt đầu lục tục bị người phát giác, loại này cấp bậc bảo bối, đủ để cho người lâm vào mạo hiểm. Mà đội ngũ của Lý Lạc đương nhiên cũng chăm chỉ thăm dò. Chỉ bất quá cùng những đội ngũ khác bất đồng, bọn họ tại nửa ngày thời gian bên trong phát hiện bốn tòa cỡ trung quỷ phù nhưng đều không có lựa chọn đánh hạ mà là trực tiếp đi vòng bởi vì trong cảm giác của lý hồng dữu bên trong bốn tòa quỷ tầm trung kia cũng không tồn tại thượng phẩm trúc cơ linh bảo nếu không có thượng phẩm trúc cơ linh bảo tồn tại vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cần thiết đi cùng dị loại bên trong lãng phí thời gian dây dưa còn không bằng đem cơ hội này để lại cho những đội ngũ khác ở đây đúng vậy khi đám người lý lạc đến những quỷ tầm trung kia nơi đó đã có những đội ngũ khác nhìn chằm chằm bọn họ đối với đoàn người lý lạc đến bày ra đề phòng rất mạnh dù sao nhiều một ít đội ngũ tiến vào trong đó đến lúc đó chúc cơ linh bảo xuất hiện cũng liền càng nhiều một ít người cạnh tranh bất quá ngay khi bọn họ đề phòng đoàn người lý lạc lại chỉ đánh giá quỷ tầm trung trước mắt một chút đột nhiên xoay người rời đi lúc gần đi Lý Lạc còn rất rộng lượng tỏ vẻ với các đội ngũ khác. Nếu các vị tới trước, vậy tòa quỳ vu cỡ chung này bọn họ sẽ không nhúng chàm. Chúc các vị đoạt bảo thuận lợi. Những đội ngũ khác nhìn thấy bọn họ liền buông tha như vậy, đều là cực kỳ kinh ngạc, chợt mừng rỡ, vội vàng đối với đoàn người Lý Lạc tỏ vẻ cảm tạ cùng khen ngợi, cho nên vừa đi ngang qua, Lý Lạc bọn họ dĩ nhiên còn ngoài ý muốn thu hoạch được một đợt hào cảm. Mà đối với tình huống trong đó cực kỳ rõ ràng Lý Phật la đám người. Đối với cái này thì là có chút giờ khóc giờ cười. Lý Lạc này thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào vớt lấy giá trị cơ hội. Theo thời gian trôi qua, từng tòa quỷ tâm trung bị đám người Lý Lạc qua cửa mà không vào. Tuy nói hành động này có chút lãng phí thời gian, nhưng đám người Lý Lạc lại đều duy trì kiên nhẫn. Dù sao giá trị thượng phẩm trúc cơ linh bảo, vượt xa trung phẩm có thể so sánh hai đạo thượng phẩm trúc cơ linh bảo có thể tại lữ xương lộ nơi đó đổi một bình hư cửu phẩm linh thủy kỳ quang, nhưng nếu là đổi thành trung phẩm, chỉ sợ móc ra hai mươi đạo, đều sẽ chỉ đưa tới ghét bỏ ánh mắt. Bất quá loại tình huống quá quỷ dị mà không vào này, khi đi tới tòa thứ chín, rốt cục xuất hiện biến hóa. Lý Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, khi Lý Hồng Dữ đi tới trước tòa quỷ tầm trung này, đôi mắt của nàng trong nháy mắt trở nên sáng ngời lên, trên gương mặt lãnh diễm, cũng là lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc kinh hỉ. Điều này làm cho Khương Thanh Nga vẫn nhìn vẻ mặt của nàng, Lý Phật La bọn họ cũng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục là đợi được sao? Lý Lạc nhìn tòa quỷ tầm trung phía trước, không gian nơi đó vặn vẹo kịch liệt, ác niệm chi khí bằng bạc nồng đậm từ đó tản mát ra, thậm chí là ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài, dẫn đến nơi này có một ít dị loại cấp thấp sinh ra. Mơ hồ nhìn lại, nơi đó tựa hồ là xuất hiện một tòa cổ xưa cửa thành, sau cửa thành, có vô số mơ hồ bóng dáng hiện lên. Trong tòa quỷ vô cỡ chung này tản ra ba động khiến Lý Lạc cảm thấy áp bách, có thể thấy được trong đó nhất định tồn tại không ít chân ma dị loại phẩm dai không thấp. Bất quá, bên ngoài tòa quỷ vu này, vẫn có đội ngũ khác dẫn đầu chạy tới. Hơn nữa, làm cho Lý Lạc ngoài ý muốn chính là, trong đó một chi đội ngũ, trong đó vậy mà còn có không ít người quen triệu cát vân triệu trước viêm triệu chủ trước đây tranh đoạt vương châu ở kim thạch thụy uyên song phương đấu đến người chết ta sống rất hiển nhiên đây là triệu thiên vương nhất mạch đội ngũ thần hổ về ánh mắt lý lạc hướng về phía trước đám người triệu cát vân nơi đó có một gã nam tử thân hình hùng tráng khoanh tay mà đứng có uy áp tương lực mênh mông cường hãn từ trong cơ thể khuếch tán ra dẫn tới một ít đội ngũ phụ cận ném tới ánh mắt kiêng kỳ Lý Lạc nhìn nam tử thân hình hùng tráng kia, trong lòng hiện lên tình báo có liên quan. Thần hổ vệ vệ tôn, triệu thiên quân, thượng tứ phẩm phong hầu cảnh. Lý Lạc nhíu mày một chút, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ tỉ mỉ chọn lựa tòa quy tâm trung này, lại gặp phải đám người này, đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà khi Lý Lạc phát hiện đội ngũ thần hổ vệ, đám người sau cũng phát hiện ra những vị khách không mời mà đến như bọn họ, triệu cát vân triệu trước viêm sắc mặt đều hơi biến đổi. Đặc biệt là triệu trước viêm, ánh mắt lành lạnh nhìn chăm chú vào Lý Lạc, trong mắt tràn đầy lửa giận cắn người. Trước đây tranh đoạt, Vương Châu hắn bỏ lỡ cơ hội, lại bị Lý Lạc ngoài ý muốn đánh bại. Điều này làm cho trong khoảng thời gian này hắn ở trong vạn thú vệ cơ hồ không ngừng đầu lên được. Đường đường là thần hồ vệ đại thống lĩnh, thực lực hạ nhị phẩm đứng đầu, lại bại bởi một Lý Lạc đại thiên tương cảnh, đây không chỉ là vấn đề mất mặt của chính hắn thậm chí còn liên lụy thần hồ vệ cũng bị mấy vị khác cười nhau hắn lần này tiến vào giới hà bảo vực tâm nguyện lớn nhất chính là lần nữa gặp được lý lạc tự tay đem phần khuất nhục này đòi lại dù sao lần này không thể mang vệ đội tiến vào giới hà bảo vực tất cả mọi người phải dựa vào bản lĩnh của bản thân mà không có long nha vệ gia trì chịu trước viêm có lòng tin tuyệt đối tươi sống đánh chết lý lạc lý phật la Tòa quỷ vu này là thần hổ vệ chúng ta tới trước. Ta đã truyền tin cho đội ngũ khác của triệu thiên vương nhất mạch. Bọn họ lập tức sẽ chạy tới. Cho nên, nếu như ngươi không muốn xung đột ở chỗ này, liền dẫn người đi tìm quỷ vu cỡ trung khác đi. Mà lúc này, thần hổ vệ vệ tôn triệu thiên quân cũng là thần sắc nhàn nhạt xem ra. Sau đó ngữ khí bình thản nói. Lý Phật là nhíu mày, đội ngũ triệu thiên quân, trình thể thực lực không kém bọn họ đối phương cũng là thực lực thượng tứ phẩm phong hầu, nếu như hắn cùng hắn đấu lên, nhất định là một hồi đại chiến dốc hết toàn lực. Nói như vậy, dưới sự không có đủ chỗ tốt, đối kháng kịch liệt với đội mạnh như vậy, vẫn là chuyện không quá có lời. Dù sao hành trình bảo vực, lúc này mới vừa bắt đầu. Lý Phật La quay đầu nhìn về phía Lý Hồng Dữ, con người kia thì chớp chớp lông mi thon dài, nhẹ giọng nói, không thể nhường. Tòa quỷ vô cỡ chung này có thể tồn tại hai đạo thượng phẩm trúc cơ linh bảo. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều chấn động. Ta hiểu rồi, Lý Phật La chậm rãi nói. Lý Lạc thở ra một hơi thật sâu. Hai đạo thượng phẩm trúc cơ linh bảo, đó chính là một bình hư cửu phẩm linh thủy kỳ quang. Dưới sự hấp dẫn này, đừng nói là triệu thiên quân ở chỗ này, coi như là vệ tôn triệu tu uyên mạnh nhất vạn thú vệ bọn họ ở chỗ này. Trận chiến hôm nay, cũng là quyết định. Theo Lý Hồng Dữ đem hai đạo thượng phẩm trúc cơ linh bảo tồn tại trong tòa quỷ cỡ trung trước mắt này nói ra, Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Lý Phật La bọn họ đều biết, tòa quỷ này, bọn họ không có khả năng tặng cho đối phương. Vì thế Lý Phật La đón ánh mắt lạnh lùng của Triệu Thiên Quân, cười lắc đầu, nói, thật ngại quá, đã đến rồi, cũng không thể tay không mà về, tòa quỷ này, chúng ta cũng muốn thăm dò một chút. Triệu Thiên Quân nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm, hắn không rõ vì sao Lý Phật La cố ý tranh đấu với bọn họ ở giai đoạn này, bởi vì đây cũng không tính là quá lý trí. Cho nên, Triệu Thiên Quân chỉ có thể quy tội cho Lý Phật La, đây là bởi vì trước đây Triệu Cát Vân bọn họ nhằm vào Lý Lạc, Khương Thanh Nga một hồi hành động tranh đoạt, Vương Châu muốn hôm nay tìm về sân bãi. Sùng thân triệu thiên quân có tướng lực bàng bạc, kinh người chậm rãi bốc lên, một cỗ uy áp cực lớn tựa như gió lốc thổi quét mà ra. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn chằm chằm Lý Phật La, sau đó ánh mắt đảo qua trên người Khương Thanh Nga, Lý Lạc, Lý Hồng Dữ, bất quá coi như tất cả mọi người cho rằng hai chi đội ngũ này sẽ trực tiếp làm lớn một hồi ở chỗ này. Dung thân hắn bắt đầu khởi động mênh mông tương lực, dĩ nhiên là dần dần thu liễm lại. Lý Phật La, hy vọng người sẽ không hối hận, hắn thản nhiên nói lời nói tàn nhẫn tuy rằng buông xuống, nhưng nhìn tư thế này, hiển nhiên cũng không có ý định trực tiếp ở chỗ này dùng vũ lực xua đuổi đối phương. Vệ tôn, tòa quỷ này là chúng ta tới trước, cứ như vậy cũng để cho bọn họ đi vào chia một chén canh. Triệu trước viêm thấy thế, thì là nhịn không được vội la lên. Hắn còn muốn ở trên người Lý Lạc tìm trở về, phải biết rằng lúc Vương Châu tranh đoạt, hắn bị Lý Lạc đánh nát một nửa thân thể, chịu vô số đau khổ, lúc này mới tu bổ trở về. Thường thế lần này cũng làm cho tốc độ đột phá đến thượng nhị phẩm phong hầu của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên hắn hiện giờ đối với Lý Lạc có thể nói là hận thấu xương. Triệu Thiên Quân liếc hắn một cái, nhíu mày nói, người cảm thấy chúng ta có thể ăn được bọn họ. Trước đây Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc có thể ở trong tranh đoạt Vương Châu Thủ Thắng, chỉ là bởi vì có Long Nha Vệ Gia Trì, thu nhỏ tranh lệch thực lực giữa chúng ta, bây giờ không có Long Nha Vệ Gia Trì, bọn họ đã bị đánh trở về nguyên hình triệu thiên quân nói nếu như ngươi ôm ý nghĩ như vậy ta cảm giác ngươi lúc này đây có thể sẽ chết ở trong tay lý lạc triệu trước viêm vừa muốn phản bác triệu thiên quân nói tiếp cũng làm cho sắc mặt hắn biến đổi lý lạc mặc dù không có long nha vệ gia trì nhưng ngươi chẳng lẽ quên hắn còn có một đạo át chủ bài đại tinh thú lực sao theo tình báo mà nói thực lực của con đại tinh thú kia cũng là phong hầu nhị phẩm chưa chắc đã yếu hơn ngươi. Huống chi, cái kia Lý Hồng Dữ thân mang đặc thù phụ trợ tương tính, nàng bây giờ đột phá đến phong hầu cảnh, nếu như cho Lý Phật la hoặc là Khương Thanh Nga gia trì, ngươi cảm thấy ta cùng Triệu Cát Vân là thắng hay là thua. Trên chán Triệu trước viêm có mồ hôi lạnh hiện lên, nhưng vẫn không cam lòng cắn răng nói, lúc tranh đoạt Vương Châu, cũng không thấy Lý Lạc sử dụng lực lượng tinh thú kia, nói không chừng phần thủ đoạn này đã mất hiệu lực, dù sao loại lực lượng này có rất nhiều hạn chế có lẽ vậy nhưng nơi này còn có đội ngũ khác nhìn trộm bọn họ ước gì chúng ta cùng lý phật la lưỡng bại câu thương ngư ông đắc lợi cho nên ở chỗ này liền động thủ rất ngu xuân triệu thiên quân nói triệu cát vân nói vệ tôn hẳn là dự định chờ viện thủ chạy tới dù sao trước đây chúng ta đã sớm phát tín hiệu một khi viện thủ tới chúng ta có thể khống chế toàn trường đến lúc đó cho dù bọn lý phật la cướp được đồ vật trước cũng phải thành thật nhổ ra toàn bộ. Tính toán của vệ tôn mới là hành động ổn thỏa, triệu trước viêm, người quá nóng vội. Triệu trước viêm phẫn nổ gật đầu, hắn biết mình quá vội vã muốn báo thù, cũng không có biện pháp. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn bởi vì thua ở trên tay Lý Lạc, cơ hồ trở thành trò cười trong vạn thú về Trước mắt lại gặp Lý Lạc, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn rửa sạch sỉ nhục. Triệu Thiên Quân cũng không có lại để ý tới hắn, chỉ là hai tay phụ ở phía sau, ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm Lý Phật La, giống như ẩn nấp ở trong rừng rậm mãnh hổ, thời khắc chuẩn bị tốt đánh giết. Mà đón ánh mắt Triệu Thiên Quân, Lý Phật La nhíu mày, nói, Triệu Thiên Quân tên này, chỉ sợ là muốn chờ viện thủ, tính cách của hắn vẫn là trước sau như một cẩn thận. Vậy chúng ta có cần phát tín hiệu cầu viện không? Lý Hồng Dữ hỏi, nếu như đối phương lại đến một chi vệ tôn chỉ huy đội ngũ, đến lúc đó hai trọi một, bọn họ bên này có thể cũng có chút hung hiểm. Mọi người đều là có chút trần chờ, bởi vì dựa theo quy củ, cầu viện mà đến đội ngũ, cũng phải phân nhuận một ít này tòa quỷ bên trong thu hoạch. Để ổn thỏa, vẫn nên phát tín hiệu trước đi, tuy rằng không biết có tới kịp hay không, nhưng dù sao cũng phải phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, về phần chia sẻ thu hoạch, tôi cảm thấy tính mạng quan trọng hơn. Lý Lạc hơi trầm ngâm, đề nghị những người khác nghe vậy đều gật đầu. Lý Phật La thấy thế, chính là lấy ra một tờ phủ giấy màu bạc. Trên phủ giấy, khắc rất nhiều quang văn, đồng thời mặt trên còn có tộc văn nhất mạch Lý Thiên Vương. Phủ giấy màu bạc ở đầu ngón tay Lý Phật La nhanh chóng tự bốc cháy, sau đó hóa thành khói xanh biến mất. Đi, trực tiếp tiến vào tòa quỷ cỡ chung này, bất kể như thế nào, trước tiên đem thượng phẩm trúc cơ linh bảo bên trong lấy tới tay nói sau. Đốt phủ giấy sau, lý phật la cũng không hề do dự một tiếng quát khẽ mà phía sau ảnh dẫn đầu hướng về phía tòa phía xa vạn vẹo trong không gian cổ xưa như ẩn như hiện cửa thành lướt đi triệu thiên quân muốn kéo dài thời gian vậy bọn họ hết lần này tới lần khác muốn đi ngược lại mau chóng đánh hạ tòa quỷ cỡ chung này lấy đi thượng phẩm trúc cơ linh bảo nếu đến lúc đó bọn triệu thiên quân viện thủ còn chưa tới vậy lại tính sổ với bọn họ nếu tới rồi liền lập tức mang bảo vật rút lui Khương Thanh Nga, Lý Lạc, đám người Lý Hồng Dữ thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Lúc này đội ngũ các thế lực khác thấy thế, cũng là không nhịn được nữa. Nhất thời từng đạo quang ảnh xé gió mà ra, nhằm phía tòa quỷ cỡ trung kia, bọn họ trước đây án binh bất động, chủ yếu cũng là muốn chờ triệu thiên quân dẫn đầu xung phong, bọn họ trốn ở phía sau, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Triệu thiên quân nhìn mọi người chen chúc mà vào, sắc mặt cũng càng âm trầm, nguyên bản những người này dưới sự kinh sợ của hắn, động cũng không dám động. Kết quả Lý Phật La vừa đến, liền đem thế cục quấy rối. Đi thôi, bất quá hắn cũng biết lúc này không thể chờ tiếp, bọn hắn cũng phải tiến vào tòa quỷ này, thời khắc nhìn chằm chằm Lý Phật La bọn hắn. Vì thế hắn ra lệnh một tiếng, đoàn người lao nhanh ra ngoài. Lý lặc bọn hắn, thì là tại Lý Phật La xuất lĩnh hạ, trực tiếp từ cách kia vạn vẹo không gian chỗ cổ xưa cửa thành, chui vào. Khoảnh khắc thân ảnh xuyên qua cửa thành kia, lập tức phía trước có vô số thanh âm ồn ào truyền đến, ánh mắt bọn họ nhìn lại, chính là nhìn thấy một bức người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, cảnh tượng thành thị cực kỳ náo nhiệt. Người đi đường, người bán hàng rong, tất cả đều mong muốn. Một màn trước mắt, phảng phất chính là một tòa thành thị nhân tộc sống sờ sờ. Bất quá lý lạc bọn họ đều là ánh mắt lãnh đạm nhìn cảnh tượng này. Tuy rằng những người đi đường kia trên mặt tươi cười là như vậy sinh động, nhưng bọn họ hiểu được, những này bất quá là tòa quỷ này diễn biến ảo giác mà thôi. Thậm chí, Khương Thanh Nga dựa vào tự thân quang minh tương đối dị loại nhạy bén cảm giác, còn có thể đủ nhận thấy được, một ít giống như người túi ra dưới, cũng là cất giấu quỷ dị âm lãnh bóng dáng. Tòa thành thị này, có thể nói là từng bước sát cơ. Đây chính là quỷ cỡ chung, mức độ hung hiểm vượt xa những quỷ cỡ nhỏ gặp phải trước đó. Bùm, đối mặt với loại cảnh tượng này, Lý Phật La trực tiếp bộc phát ra lực lượng phong hầu cảnh tứ phẩm, một quyền đánh ra, chỉ thấy tướng lực bằng bạc như nước lũ quét qua phía trước. Tường lực nước lũ chảy qua chỗ, rất nhiều kiến trúc bị san thành đất bằng, cái kia trên đường phố vô số người đi đường thân ảnh nhìn nát, một ít phá nát thân ảnh bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều ẩn dấu dị loại ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị hắn một quyền oanh thành một mảnh ác niệm xương khói. Trên đường phố, đi lại người đi đường đột nhiên ngưng trệ, đầu của bọn họ quỷ dị truyền động, đem ánh mắt âm lãnh, hướng về phía sông vào nơi này mọi người. Ngay sau đó, có tiếng rít chói tai quỷ dị đột nhiên bùng nổ. Những người đi đường trên đường phố thân thể trực tiếp vặn vẹo lên, nồng đậm đến cực điểm ác niệm chi khí tràn ngập ra, một đầu quái dị mà khủng bố dị loại bản thể hiện ra. Ở trong đó, không thiếu chân ma dị loại, nhất thời trong phiến quỷ này, ác niệm như thủy triều, che khuất bầu trời, cuồn cuộn mà đến. Hết chương 1322 rồi à? Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.